Xin chào tất cả các em học sinh, chào mừng các bạn đến với bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với bộ môn công nghệ lớp 7 nhé. Ở bài học trước các bạn đã tìm hiểu về môi trường nuôi thủy sản rồi đúng không? Các bạn đã tìm hiểu về đặc điểm của nuôi thủy sản, về tính chất của nuôi thủy sản và biết cách cải tạo nước và đất bể ao. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bài phần đầu tiên của phần 4 thủy sản. Và các bài thực hành thì nó chỉ có ở chương 1 của phần thủy sản thôi. Vậy nên là với thời lượng thủy sản, thời lượng thực hành ở phần 4 thủy sản này thì nó khá là hạn chế. Nên là chúng ta chỉ có 2 bài để thực hành thôi. Còn lại là học lý thuyết hết. Nên là hôm nay chúng ta phải đến với bài học ngày hôm nay nhé. Bài 51. Thực hành xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước thủy sản. Trong bài học này các bạn biết được cách đo và phát điều nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước thủy sản nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ nhất, đó là mẫu nước phục vụ cần thiết. Đầu tiên chúng ta cần một cái nhiệt kế. Nhiệt kế thì chúng ta đã học về cấu tạo lớp 6, People sẽ giới thiệu lại. People cho bạn xem một số hình ảnh nhé. Tiếp theo đĩa phích phi. Đĩa phích phi chính là phục vụ để đo độ trong. Chúng ta đã học bài trước, People sẽ cho ôm lại một chút kiến thức. Tiếp theo là pha màu pH chuẩn. Pha màu pH chuẩn thì People cho các bạn xem hai thùng nhựa, được mẫu nước để nuôi cá. Các bạn phải tìm kiếm ở ngoài chợ bán rất là nhiều. Nếu mà không có ai nuôi cá thì có chiều cao tối thiểu là 60-70 cm, đường kính thùng 30 cm, là vì đó pH. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn ở các nội dung cụm và với thùng nhựa đựng mẫu nước cao chúng ta sẽ sử dụng ở trong phút cả 3 quy trình thực hành nhé. Đầu tiên chúng ta thấy là đây chính là chiên nhiệt kế nhá, vùng bể đo nhiệt độ. Tiếp theo đây chính là bể bĩa phích phi, bể đo về độ trong của nước thủy sản. Còn đây chính là bể đo pH. Với đây là pan đo chuẩn. Đây 1, 2, 3, 4 này. Sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong về mẫu nước phục vụ cần thiết cho bài thực hành rồi, chúng ta sẽ đi tìm lần lượt làm các bài quy trình thực hành nhé. Chúng ta phân phần hai lớn quy trình thực hành. Trước khi mà bắt đầu với quy trình thực hành, chúng ta phải ôn lại những lý thuyết liên quan đến về nội dung phần thực hành. Đầu tiên chúng ta phải ôn lại lý thuyết về nhiệt độ của nước nuôi thủy sản nhé. Các bạn thân mến, nhiệt độ thì có ảnh hưởng đến tiêu hóa và sinh sản của tôm cá. Và mỗi loại tôm cá được thích ứng nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ giới hạn chung cho tôm là 25-35 độ C, còn cá thì 20-30 độ C. Và chúng ta thấy rằng là nhiệt độ thì được tạo ra trong ao chủ yếu là do vì cường độ chiếu sáng của mặt trời cũng như là vì sự phân hủy các mùn hữu cơ ở đáy ao nhé. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau vào phần quy trình đầu tiên, đó là đo nhiệt độ nước. Trước khi lưu ý, trước khi thực hành, khi mà chuẩn bị thì các bạn không nên lấy mẫu nước hoặc đo độ trong, đo độ pH vào những ngày mưa nước đục, vì lúc này thì nó có thể là kết quả nó sai phối, không chính xác đâu nhé, được chưa? Các quy trình này đều rất là đơn giản, hầu hết các bạn đều có thể thực hiện tốt. Đầu tiên đo nhiệt độ nước, chúng ta có hai bước. Đầu tiên là nhúng nhiệt kế vào nước đều khoảng từ 5 đến 10 phút. Và bước 2 đó chính là nâng nhiệt kế vào gối đã lọc ngay kết quả 79.B đây. Tức là chúng ta cho nhiệt kế vào và khoảng 5 đến 10 phút rồi chúng ta lại nâng nhiệt kế lọc ngay kết quả. Ở đây có một chút lưu ý như sau. Khi mà đo nhiệt độ nước thường là phải để nhiệt độ nhiệt kế trong nước lọc kết quả. Nhưng nếu bay lên khỏi mặt nước thì phải lọc ngay. Bởi vì vậy khi mà nếu mà bể lâu quá thì kết quả nó có thể là nó bị phai phố, tức là nó có thể bị trôi hết đi, đúng không? Với phút tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về quy trình thực hành thứ hai, đó là đo độ trong. Trước khi mà vào quy trình thực hành thứ hai, chúng ta sẽ ôn lại những kiến thức liên quan đến độ trong nhé. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá độ tốt độ xấu của nước nuôi thủy sản và được xác định bởi mức độ ánh sáng phi văn bằng nước đo độ trong bằng đĩa phích phi và được làm bằng tấm kim loại mỏng có đường kính 20 cm, mang trên phơn hai mặt trắng và đen, tức là xanh, phía dưới gắn một bố trí bằng kim loại ở trung tâm của đĩa treo sợi dây và đánh dấu độ phải 0.5 cm. Và độ trong tốt nhất cho tôm cá nó chính là từ bao nhiêu ạ? 20-30 cm. Sau khi mà các bạn đã ôn lại về lý thuyết của về độ trong rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu xem là quy trình đo độ trong
bố với nước thì phản hình cụ thể như thế nào nhé. Chúng ta pha phần hai nhỏ để đổ trong. Bầu pia nó thả từ từ để phi phi phun nước cho đến khi nào mà không thấy vàng đen vạch trắng hay là vàng xanh vạch trắng về ghi độ phục của bể ạ. Vì các bạn thân mến, bộ trong thì được quyết định bởi mật độ ánh sáng phim bằng nước thì đấy. Và bước 2 đó chúng ta sẽ thả đĩa phủ sâu hơn, rồi chúng ta sẽ kéo lên cho đến khi nào thấy vạch đen vạch trắng hoặc là vạch xanh vạch trắng để ghi lại độ sâu của bể. Kết quả độ trong sẽ là phủ trung bình của hai bước đo. Tức là chúng ta phải tổng cộng lại hai lần đo rồi chúng ta chia đôi ra nhá. Đây, quy trình đo độ trong như thế. Đây, chúng ta kéo xuống xong rồi còn lại kéo lên. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về quy trình thứ 3, đo độ pH bằng phương pháp đơn giản. Chúng ta phải ôn lại trước khi mà tìm hiểu quy trình này, chúng ta phải ôn lại một chút kiến thức liên quan đến quy trình hóa học về độ pH. Độ pH là một quy trình hóa học nhá. Các bạn thân mến, nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của phi và quý sinh. Nếu mà chua quá hoặc kiềm quá đều làm cho cá không thể lên được. Độ pH thích hợp cho nhiều loài tôm cá là từ 6 đến 9 nhé. Ok. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về quy trình hành cuối cùng, đó chính là đo độ pH bằng phương pháp đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ nhúng giấy đo pH vào nước khoảng 1 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa lên so sánh với pH pH chuẩn. Các bạn thường phải có pH pH chuẩn thì các bạn mới hợp so thế làm bước này được. Nếu mà các bạn chỉ bị thiếu cái nào thì các bạn sẽ không thể nào chỉnh do chính xác được đâu nhá. Nếu mà trùng màu nào thì nước độ pH tương đương với độ pH của màu đó. Đây chính là pH đo pH chuẩn đây. Ta sẽ xem nếu mà ví dụ nhờ trùng cái này nó trùng vào pH phú 5 chẳng hạn thì nó là độ pH đó phú 5 nhá. Và trong phần này chúng tôi có một số lưu ý muốn đề cập cho bạn như sau. Khi mà nhúng giấy phun nước vào 1 phút rồi đưa lên xem phẩm hầm lên kết quả nhé. Chúng ta không được để lâu quá. Nếu mà để lâu trong không khí thì nước sẽ bay hơi thì kết quả đó lúc này nó sẽ không chính xác đâu nhé. Cho nên là các bạn thường phải nhúng giấy phun nước vào 1 phút rồi đưa lên phẩm hầm màu được kết quả thì nó sẽ chính xác hơn nhé. Như vậy sau khi mà thực hành tìm hiểu quy trình thực hành chúng ta sẽ bắt đầu phần ba lớn thực hành. Thì từng nhóm từ 2 đến 3 em thì sẽ thực hiện đúng theo ba quy trình trên. Thì sau đó chúng ta sẽ ghi lại kết quả vào vài mẫu bản dưới đây. Chúng ta sẽ giới thiệu về các yếu tố về nhiệt độ, độ trong, độ pH của ba hai loại mẫu hai cùng mẫu nước và nêu ra những phép xem mà nó có phù hợp để nuôi cá hay không, nuôi vi phạm hay không. Nhưng mà không thì ghi là không, và nếu có thì ghi là có nhé. Và sau đây chính là một bài thực hành mẫu. Ví dụ như là về nhiệt độ mẫu nước 1 nó là 21 độ, mẫu nước 2 23 độ thì nó sẽ là đạt tiêu chuẩn nuôi cá. Vì tối đa nhất tức là vì giới hạn sinh thái nó chỉ ở đối với tôm thì nó là đến 35 độ C. Như vậy là nước này vẫn đạt yêu cầu vì tôm nó hệ khả năng tôm với hạ sinh thái mà tôm thì sống được chỉ trong nhiệt độ của 20 độ. Nhưng cá thì lại hạn chế hơn, nó chỉ sống trong khoảng 30 độ phê thôi nhá. Với độ trong của nước, đầu tiên là mẫu nước thứ nhất đó là 25 phân ti. Thì với độ trong tốt nhất cho tôm cá nó chính là từ 20-30 phân ti. Nếu mà trong khoản này thì nó đã yêu cầu rồi đúng không? Còn nếu mà ví dụ như 19 trở xuống hay là 21 trở lên thì lúc này không đạt tiêu chuẩn nữa nhá. Chờ. Độ pH của thích hợp cho nhiều loại tôm cá từ 6 đến 9. Nếu mà từ 10 trở lên hay là từ 5 trở xuống thì lúc này là không đạt tiêu chuẩn nhá. Được chưa? Trở trong khoảng đấy nhá. Được chưa? Không được quá, nếu mà quá không được thấp quá mà cũng không được cao quá. Vì nhiệt độ thì phải không được quá vì giới hạn 35 độ đối với tôm, còn với cá thì là không được quá 30 độ C nhá. Rồi, ở độ trong thì không được quá 30 cm và cũng không được thấp hơn 20 cm nhá. Được chưa? Với độ pH thì không được cao hơn, nếu mà lớn hơn 9 thì không sử dụng được và cũng không được nhỏ hơn 6 nhé, được chưa? Đấy là về thực hành.
Phần cuối cùng, chúng ta phải đến với phần cuối cùng đó chính là phần đánh giá kết quả. Ok, bạn đã hình xong thì cấp hình thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá kết quả. Phần 4 lớn đó chính là đánh giá kết quả. Thì các bạn học sinh phải được đánh giá kết quả theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Các thầy cô sẽ đánh giá trên 5 nội dung. Thứ nhất là sự chuẩn bị của các em. Sự chuẩn bị của các em thì chúng ta phải chuẩn bị xem là đã đầy đủ hay chưa. Nếu mà đầy đủ rồi thì các em sẽ được đạt được tối đa là 1 điểm ở phần này. Nếu như hợp thiếu thì sẽ bị trừ ít điểm đi nhé. Tiếp theo là thực hiện quy trình và phát học các kỹ thuật. Điểm chuẩn ở đây là 2 điểm. Thì nếu mà em thực hiện chính xác phát học kỹ thuật thì không có chút sai sót, tức là nắm vững và làm đúng các phát học kỹ thuật đảm bảo yêu cầu thì em sẽ được 2 điểm, tối đa là 2 điểm. Còn nếu mà viện có một quy trình chưa đúng, tức là có chỗ nó có chuyện nó sai thì thầy cô sẽ trừ bớt điểm đi. Với phương thứ 3 đó chính là thực hiện bài thực hành, tức là bài sản phẩm. Nếu mà sản phẩm đạt yêu cầu thì em sẽ được 4 điểm. Đây là cái phần này được lấy điểm chuẩn cao nhất. Thì lấy điểm phần này thì nó sẽ quyết định. Nếu mà ví dụ như là một sản phẩm đạt mà không đạt yêu cầu thì sẽ bị trừ ít điểm đi. Ví dụ như là về nhiệt độ nước thì nó phải đảm bảo. Nếu mà đảm bảo thì chắc chắn em sẽ được vọng điểm. Nếu mà ví dụ như kiểu là quá giới hạn sinh thái đối với tôm, ví dụ như là ví dụ đối với tôm nếu hơn 3 năm phận độ phê chẳng hạn thì chắc chắn sẽ bị trừ điểm rồi, trừ nha. Ví dụ là đối với tôm cá mà về cá tôm, nếu mà ví dụ nhiệt độ nó lại quá này thì nhưng tuy nhiên về kết quả thực hành, nhưng mà thầy cô cũng sẽ kiểm tra lại, thầy cô cũng sẽ thực hành kiểm tra lại phép em cho các em. Nếu mà đúng thì sẽ lấy luôn cái điều chuẩn đó. Còn nếu mà em bao sai thì chắc chắn là bị trừ điểm của em rồi, đúng không? Thời gian của một tiết học là 45 phút, cho nên là cái việc mà đảm bảo thời gian thì cũng khá là quan trọng, bởi vì 3 quy trình nó cũng mất khá là nhiều thời gian. Và cho nên là nếu mà đảm bảo thời gian thì em phải được 2 điểm nữa, được chưa? Tiếp theo thái độ. Thái độ trong khi thực hành thì các em có nghiêm túc hay không, có mất trật tự hay không, thì mất trật tự hay là thái độ khinh thường coi thường hay là thái độ chuẩn bị chất tốt này, thì đấy nó sẽ chiếm 1 điểm. Thầy cùng cái này, thái độ thì có thể là do nhóm trưởng quyết định. Học sinh đây chính là do nhóm trưởng, và giáo viên nó chính là giáo viên thì sẽ có vai trò quyết định đến cái điểm đánh giá của các em. Và đây có thể là một cái bài lấy điểm hệ số 1, tức là lấy điểm miệng hoặc bài 15 phút ấy. Chưa? Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về bài học thực hành ngày hôm nay. Bài 51 thực hành quyết định ở độ trong điểm của các em vi phạm rồi, đúng không nào? Ở trong bài học này cùng các bạn, sau khi học xong bài học này các bạn phải đo và quyết định nhiệm độ của trong ở độ PH của những người vi phạm. Được chưa? Và theo học sau chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung bài học phần 52 đó, thức ăn của động vật vi phạm, đó chính là tôm cá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, phim trở lại.